Xin chào cô chú anh chị, xin chúc cho cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường Điện Biên Phủ gần với Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 đang có nhu cầu bán, vị trí rất là đẹp. Bất động sản này với diện tích ngang 6, dài 25, diện tích đất được công nhận là 176m2, trệt một lầu, hiện trạng thì đang cho thuê, dễ đặt cá nhân đứng tên. Và giá chủ đang chào là 62 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thêm thông tin về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào.